Cô Nhã Trân, cô thấy nơi này như thế nào? Sao lại hỏi tôi như vậy? Chuyện này có liên quan gì đến tôi? Có đó cô Nhã Trân à. Bởi vì kể từ đêm nay, cô sẽ ở đây vĩnh viễn. Anh nói gì tôi không hiểu. Anh muốn gì cứ nói thẳng ra đi, đừng ấp ấp mở mở nữa. Saraka, hãy đi mày hướng này. Dạ, hãy đi mày hướng dạ. Này. Biết quá nhiều. Cô đã làm mọi chuyện rối tung lên, đe dọa đến tính mạng của người khác. Vì vậy cô không thể tiếp tục sống. Anh cho cô phải câm lặng mãi mãi, để cô không còn sục sạo nữa. Cô có hiểu không? Nhưng thật tâm, trong thâm tâm của tôi không muốn giết cô chút nào. Tụi bay, hết rồi. Mày có tin là tao bắn bể sợ mày không? Hả? Cái gì vậy đại ca? Mày còn nói nữa hả? Mày dám làm trò bí ổi với Nhã Trân? Thì cũng có sao đâu. Coi như đại ca thưởng cho tụi đàn em, vì tụi đàn em đã giúp đại ca thực hiện được kế hoạch tiêu diệt hai kẻ thù của tổ chức. Mày, mày kêu ngay không? Hả? Mày biết Nhã Trân là người yêu của tao mà mày dám hả? Nhưng cô ta đâu có yêu anh. Mày đồ láo, mày có tin là tao bắn bể sợ mày không? Nhã Trân yêu tao. Cô ta chỉ tìm cách tiếp cận anh để moi tin thôi, có đúng không cô kia?
Mày nói phải có chứng cứ. Được, giờ mày cho tao coi chứng cứ. Nhã Trần tiếp cận tao đi mâu tin đi. Mày mà nói không xong, tao bắt nát đầu mày đó. Được rồi, anh nhớ có lần cô ta say rượu, anh phải đưa cô ta về nhà của anh. Thì sao? Đêm đó em đã phát hiện cô ta. Tôi nói có đúng không, cô kia? Ông Quang đã biết tất cả điều đó. Sao? Mày đã nói đúng không? Tôi không muốn bị anh thủ tiêu. Mày dám phản bội tao nói với ông Quang mà không cho tao biết, tao bắn mễ sở mày. Anh giết tôi. Được thôi, nhưng anh chạy đâu cho thoát khỏi bàn tay truy sát của ông Quang? Các người đúng là một bầy thú dữ. Cô ta đã bị ông chủ tuyên án tử hình thì cô ta không thể nào chạy thoát được. Hôm nay vì anh cản trở nên tôi không thể nào xử cô ta được, thì bữa khác cũng sẽ có thằng khác xử thôi. Anh biết rất rõ về điều này mà. Nhưng anh sẽ phải gặp ông chủ để trả lời trước ông chủ về tất cả chuyện này. Chào anh. Đi. Chết rồi. Trần, em có sao không? Nó có làm gì em không? Đồ đạo đức giả. Anh đừng bao giờ lại gần tôi. Tôi ghê tởm anh. Anh yêu em mà Trân. Tôi nói lần này là lần cuối cùng. Anh đừng bao giờ làm phiền tôi nữa. Em nói gì? Anh biết là ngoài mặt em rất là lạnh lùng, nhưng mà trong lòng em rất yêu anh, đúng không Trân? Em từng nói là, em nói với anh là em yêu anh lắm, đúng không em? Em nói như vậy mà. Phải. Tôi đã từng nói là tôi rất yêu anh. Tôi làm như vậy để dò la cái chết của chồng tôi, vì tôi tin rằng chính anh đã gây ra cái chết cho anh ấy. Sao em lại nặng lời với anh như vậy? Vì tôi chưa bao giờ yêu anh. Anh không tin. Người tôi yêu duy nhất chỉ là anh Hoàng Nam. Anh ấy là tất cả đối với tôi. Nhất là bây giờ tôi biết anh còn sống và tôi đã gặp anh ấy. Cái gì? Em đã gặp Hoàng Nam? Không. Không thể. Điều đó thật là hoang đường. Anh không tin. Anh không tin. Kẻ sát nhân, sớm muộn gì các người cũng phải đền tội thôi.
Ngày đó không còn xa nữa đâu. Để coi đi. Giờ này khuya rồi, anh đến đây làm gì nữa? Tao cần gặp ông chủ. Ông chủ ngủ rồi. Tao có chuyện gấp, cần gặp ông chủ. Tránh ra. Đi đâu đó? Tôi muốn gặp ông chủ, có chuyện gấp. Ông chủ ngủ rồi. Tôi biết ông chủ chưa ngủ. Tôi cần gặp ông chủ, có chuyện gấp. Không cho tôi gặp ông chủ, anh sẽ phải chịu trách nhiệm. Biến đi, trước khi tao nổi giận. Mày dám? Mày thử đi rồi biết liền. Mày vô báo ông chủ hay không? Hay là muốn nát óc tại chỗ? Được rồi, để tôi vào báo ông chủ. Ông chủ, thằng Đạt làm lộ ông chủ. Thằng Lạc, cho nó vô đi. Dạ. Thưa ông chủ. Sao rồi? Công việc em chứ? Lã cho con nhỏ theo chồng theo cha chưa? Dạ. Uống ly. Ngày xưa các vị hoàng lễ thường dùng rượu á cho các tướng mỗi khi thắng trận trở về. Bây giờ tao thưởng cho mày. Uống ly. Ông chủ à, nhưng mà mày sao vậy? Tôi chưa thủ tiêu được nó. Thực ra tôi sắp giết được nó thì thằng Thái Duy tới cứu. Thằng Thái Duy? Tại sao mày không khử nó luôn đi? Ông chủ, nó không giết tôi là mai rồi. Nó chĩa súng vào lưng tôi thì tôi còn làm được gì nữa? Mày còn lũ căng lắm. Lấy kể lại cho tao nghe sao. Tôi xin ông chủ cho tôi một cơ hội để chuộc lỗi. Mày còn có cơ hội sao? Tao thắc mắc, tại sao thằng Thái Di biết chuyện mày làm? Rõ ràng á là mày bị nội gián rồi. Nội gián? Mày về tự xử mình đi. Đừng bao giờ gặp lại tao.
Ông chủ, tôi xin ông nghĩ lại. Dù sao tôi cũng đã trung thành với ông suốt bao năm qua. Thằng Thái Duy nó được hưởng tất cả ân huệ của ông, còn tôi cho tới bây giờ chẳng hưởng được gì cả. Nếu mày khử lực thằng Thái Duy thì mày sẽ thấy chỗ của nó. Dạ, em hiểu. Em đội ơn ông chủ. Em sẽ cố gắng. Chào bác sĩ, tình hình sức khỏe của cháu thế nào rồi ạ? Trái tim đã hoạt động ổn định, cháu bé hồi phục rất nhanh. Tôi hy vọng cháu có thể xuất viện sớm. Nếu vậy thì cuối tuần tôi đưa cháu về được chứ bác sĩ? Chưa được đâu, sao mà gấp dữ vậy? Cũng phải để cho cháu nó ở lại một thời gian vài tuần để chúng tôi theo dõi, đề phòng những biến chứng chứ. Trái tim đâu có coi thường được cô. Dạ, tại nghe bác sĩ nói xuất viện sớm, em đâu biết. Chào anh chị. Dạ cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ. À không có gì. Sao bé Bo sao rồi, thấy khỏe chưa? Dạ con khỏe rồi. Cô Trúc ơi, cho bé Bo đi chơi đi. Bé Bo nằm trên giường ngoài buồn quá à. Rồi. Con nít mà cũng bày đặt buồn nữa hả? Bọn có mình cô Út biết buồn sao? Cô Út buồn hồi nào? Ngày hôm qua á, Bo thấy cô Út khóc. Có phải khóc là buồn phải không cô Út? Ừ, nhưng mà có khi không khóc cũng là buồn chứ bộ. Giống như bé Bo nè, bé Bo bệnh, nằm trên giường không được đi chơi, bé Bo cũng buồn đúng không? Dạ đúng rồi. Cô Út ơi. Gì Bo? Ông nội với chú Biển có vô không? Có, ông nội nè, chú Biển nè đang ngồi ngoài kia. Lát nữa ông nội với chú Biển vô thăm Bo, Bo chịu không? Dạ chịu. Mà cô Út ra nói với ông nội vô đây chơi với con. Con nhớ ông nội lắm. Ừ, được rồi. Em nghĩ đến lúc nó ra sự thật rồi đó anh. Không nên tiếp tục kéo dài nữa. Vấn đề bây giờ là tình cảm của cô Linh với Hoàng Nam quá sâu sắc. Nếu cắt đứt mối quan hệ của họ, ai cũng chưa lường trước được sẽ có chuyện gì xảy ra. Cô Linh có thể liều lĩnh đó. Nhưng mà không lẽ mình cứ kéo dài tình trạng này hoài sao? Cô chú nói chuyện gì vậy? À thì cô chú nói chuyện thời xưa thôi mà. Có phải kể chuyện đời xưa là có một nàng công chúa nè, con của vua Hỷ Tề, lên trần gian biến thành cô gái xinh đẹp, có phải không cô Trúc? Đúng rồi đó. Mà ai kể cho bé Bo nghe vậy? Cô Út con với ai? Cô Út con biết nhiều chuyện về thời xưa lắm. Ba ơi, con sợ lắm ba ơi. Con sợ người ta sẽ đến bắt cóc anh Biển đi đó ba. Ba, con tính như vậy nè ba. Ba ở lại đây coi thằng Bo giùm con, rồi con đưa anh Biển về dưới. Như vậy con mới yên tâm được ba. Chứ bây giờ con lo quá trời lo. Ba đã nói với con rồi mà con không nghe. Lá rụng gì cội mà. Cái gì không phải của mình, cho dù mình có cố mấy cũng không được đâu con.
cả ba và con cũng phải đến lúc chấp nhận nhìn cảnh cậu ấy trở về với gia đình mình. Không thể nào khác đâu con. Ba, ba là ba của con mà. Ba phải hiểu con chứ. Không có ảnh, con phải sống làm sao đây hả ba? Con quen có anh Biển sống bên cạnh con rồi ba ơi. Nỗi đau nào rồi cũng phải qua thôi con. Con cần phải tập cho quen thời khắc xấu nhất sẽ xảy đến với mình. Nhưng lúc đó con sẽ có niềm vui là đem lại hạnh phúc cho người khác. Con không muốn xa anh Biển đâu ba. Đi ra đây cho tôi. Nè. Nhanh lên. Anh buông tôi ra. Anh làm cái gì vậy? Đang làm nhục tôi phải không? Anh làm cái gì của tôi mà anh đòi hỏi? Đi cho tôi ra đây. Em không cần phải đi đâu hết. Tôi là đại gia. Phạm chủ. Dám chống lại tao hả? Thì sao? Nói cho anh biết, kể từ nay trở đi, tôi và anh này nay xấu, không có nghĩa gì hết. Đi tụi bay. Để tụi nó đi đi. Sao không yên theo tụi nó đi? Em đi xem nó làm cái gì? Em chỉ giả bộ coi anh có còn yêu em không đó mà. Thằng Đạt đó còn không đáng xích dép cho anh. Tôi đâu có yêu đương gì đâu. Được phản đó. Hai người với cô chỉ có yêu tiền. Ai lại không yêu tiền chứ? Bộ anh không yêu tiền sao? Đừng có lên mặt ta đây như vậy. Bộ còn dám trả theo nữa. Đóng đi. Cô có miệng thì cô nói. Không được sao? Bữa nay ngon quá hả Diễm My? Dạ, cười là anh Thái Duy. Sang hàng rồi hả? Nó tưởng ngon lắm hả? Ăn hiếp tao. Coi tao không ra gì. Bây giờ tôi khác rồi. Đừng coi thường Diễm My nè. Alo, anh gọi em hả? Dạ, dạ. Sorry, sorry anh. Em tới liền. Dạ, dạ, dạ. Ai vậy? Đại gia. Thôi ta đi nha. Bye bye. Bye bye. Tôi chỉ yêu anh Hoàng Nam. Anh ấy là tất cả đối với tôi. Nhất là ngay bây giờ, tôi biết là anh vẫn đang còn sống. Tôi căm ghét anh. Cái gì? Em đã gặp Hoàng Nam? Không,
Không thể. Điều đó thật là quan đường. Anh không tin. Anh không tin. Kẻ sát nhân, sớm muộn gì các người cũng sẽ phải đền tội thôi. Sẽ không còn xa nữa đâu. Để cô ấy đi. Nhà Trần nói gì nghĩ là sao? Thằng Hoàng Nam vẫn chưa chết. Nó bị tai nạn xe hơi, vậy sao có thể sống được? Con có phải là Bo cháu của cô Linh không? Dạ phải. Bo đã hết bệnh chưa? Dạ hết rồi. Ủa mà cô là ai? Cô là bạn của cô Trúc và chú Tuấn Trung đó. Cô có cái này cho Bo nè. Dạ thôi, con không dám lấy đâu. Cảm ơn cô. Sao vậy? Tại cô Út chưa cho phép nên con không dám lấy. Vậy thì cô Út còn đang ở đâu? Để cô ra xin phép giùm con nha. Cô Út đang ở vườn hoa với ông nội. Cô Út dẫn chú Biển đi chơi rồi. Chú Biển nào? Chú mà ngồi trên xe lăn đó. Ủa, mà sao cô là bạn của cô Trúc mà không biết chú Biển vậy? Tại vì cô chưa gặp chú Biển lần nào mà. Để cô ra ngoài gặp cô Linh với ông nội xin phép cho Bo nha. Dạ. Ủa mà cô gì ơi, cô xin ông nội con á, chứ đừng có xin cô Út. Cô Út còn khó lắm, không cho con lấy cái bịch kẹo của cô đâu. Cô biết rồi, Bo yên tâm đi, cô sẽ xin phép ông nội giùm Bo. Bo cứ nằm đây nghỉ ngơi nha. Dạ. Nhưng mà cô ơi, lỡ ông nội và cô Út không cho con lấy bịch kẹo của cô thì sao? Vậy thì Bo có dám nhận không? Dạ không. Bo ngoan quá Bo biết nghe lời người lớn á. Được rồi, để cô ra cô xin phép ông nội để cho Bo nhận bịch kẹo của cô nha. Dạ. Cô đi nha. Bye bye cô. Bye con. Cô nhớ quay lại nha cô. Anh Biển, đừng có đi xa quá nha. Ra bờ hồ thôi mà. Đi cẩn thận nghe con. Dạ. Ba, con tính như vậy. Ba đừng có lên nữa. Lên nữa tốn tiền lắm. Bữa giờ ba lên xuống mấy lần rồi.
Với lại ba đừng có lo nữa, thằng Bo bác sĩ nói là sắp xuất viện rồi. Ừ. Ba ơi, con có chuyện này muốn nhờ ba nè. Chuyện gì? Đóng tiền hội cho con Sáu phải không? Trước khi ba đi nó có nhắc á. Trời, cái con lanh chanh này, nhắc gì? Con đã nói với nó là lấy tiền mực bên ông Thành cứng qua, rồi khi nào con về con tính lại. Vậy mà thiệt tình bực ghê. Vậy chứ con nhờ ba chuyện gì? Ba, ba về lần này á, ba đem anh Biển về luôn nha ba. Con sợ là con với thằng Bo về rồi đồ đạc lỉnh khỉnh, với lại cũng đâu còn mấy ngày nữa đâu ba. Con nhỏ này mới kỳ nha. Ba hồi thì không cho ai đụng tới xe lăn của thằng Biển, ba hồi lại bắt ông già này đem đi. Ba không đưa ảnh đi thì thôi, ai ngờ ba khó như vậy. Con sợ người thân của thằng Biển nhận ra nó rồi đem nó đi phải không? Con sợ lắm ba ơi. Ba ơi, con nói ba nghe, cứ nằm mơ con thấy ảnh bị người ta bắt đi ngoài rồi ba. Ba đã nói rồi, nếu như chuyện đó xảy ra thì cũng bình thường thôi, lá rụng về cội mà. Mình giữ người của họ là mình mới sai đó con. Nhưng mà ba biết không, bây giờ con không thể nào tưởng tượng được nếu không có anh Biển con sống như thế nào. Ba hiểu con không ba? Nếu không có nó thì có ba. Hồi trước khi gặp nó con sống với ba có sao đâu, con vẫn sống đàng hoàng mà. Tại vì ba đâu phải là con nên ba đâu có biết. Con khóc hoài à, mà ba đâu có hay đâu. Quan nghiệt quá. Nè, ba có ý gì con nghe có được không ha? Ý gì ba nói đi. Hay là bữa nào con về dưới quê lấy chồng quách đi cho rồi. Chứ bà tôi bà mới nói gần nói xa với ba trước khi ba đi Sài Gòn. Bà muốn con về làm dâu của bà chứ gì. Con nói thiệt với ba, con thà chết còn hơn lấy thằng mực con bà á. Đàn ông gì mà tối ngày lo nhậu nhẹt, không có biết lo làm gì hết á. Ủa, thằng Biển đâu rồi Linh? Hả? Đâu anh rồi? Biển? Ủa ba ơi, con mới thấy anh Biển ngồi đây mà ba. À, chắc nó đi lên quanh đâu đó thôi con. Cũng tại ba tươi á, nhắc tới là xui tận mạc à. Mình qua kia kiếm đi ba. Đâu, mình đi lại đây coi. Cô là ai vậy? Cô là bạn của Linh hả? Cô đâu rồi? Em là Nhã Trân nè, anh không nhận ra em hả? Hoàng Nam, anh nhớ lại đi. Anh nhìn kỹ em đi, em là Nhã Trân, vợ của anh này Hoàng Nam. Nhã Trân nào? Tôi không biết. Em sẽ giải thích cho anh sao? Nhưng mà... Đâu, hỏi cô y tá thử coi. Hỏi đi con. Chị ơi, chị cho em hỏi, chị có thấy người nào đi chiếc xe lăn đi ngang qua đây không chị? Dạ không thấy. Cảm dạ em cô. Cảm ơn. Cô ơi, Linh, Linh, Linh. Cô ạ. Biển, Biển là con. Trời ơi, con làm cái gì vậy? Chú bộ muốn vậy? Ra. Có người bắt cóc à? Cô muốn ra. Chú ơi chú, cô này bắt cóc người nhà của tôi nè chú. Cô kia, cô bắt cóc người, tôi sẽ báo công an. Tôi không bắt cóc, đây là chồng tôi. Cô nói láo, nếu đây là chồng cô tại sao ảnh lại không nhận ra cô chứ? Ảnh tên gì? Anh ấy là Hoàng Nam. Chú hỏi anh này thử coi phải tên nó không chú. Anh tên gì vậy? Dạ, tôi tên Biển. Nhưng chuyện gì vậy? Vợ anh tên là gì? Vợ tôi... Ủa, nhưng mà tôi chưa có vợ mà. Cái cô này có phải là vợ anh không? Ghê quá. Em là Nhã Trân đây. Anh nói anh là Hoàng Nam đi. Tôi... Rồi em sẽ giải thích cho anh sao? Tôi không có biết cô. Tôi chưa có vợ mà. Còn cô này là gì của anh? Vợ anh phải không? Dạ không, đây là em tôi. Tôi chưa có vợ mà. Còn đây là chú Tư. Chú Tư nè con. Linh. Dạ. Ủa vậy làm sao? Sao con đẩy ba vô chuyện này? Thất đức quá. Tội nghiệp cậu lắm. Ba, ba tội nghiệp người ta, rồi ai tội nghiệp con? Cô này là ai? Mời cô theo tôi. Tôi cần gặp luật sư của tôi. Tôi có bằng chứng để xác minh người đàn ông này là chồng tôi. Ủa, cô nói láo kì vậy? Khi không nhận người ta là chồng à? Đi thôi ba. Cô buông ra.
Alo, anh Tuấn Trung hả? Anh tới phòng bảo vệ của bệnh viện gấp, em đang có chuyện. Mời cô theo tôi đi vô phòng bảo vệ. Dương Hinh. Dạ. Có chuyện gì không anh? Thằng Quang Nam, chẳng lẽ là nó? Tại sao nó lại còn sống? Anh, bây giờ em với ba vô bệnh viện làm giấy tờ cho thằng Bo xuất viện. Anh ở nhà đừng có đi đâu nha. Chút nữa em về. Mình anh đi sẽ cô. Ở nhà xem tivi. Anh đi ba, đi ngang. Quang Nam, anh là ai vậy? Tao đến kết liễu cuộc đời mày, chứng kiến cái chết thật sự của mày. Anh nói gì tôi không hiểu. Sao lại chết? Mà ai chết ở đây? Chắc là có sự hiểu lầm gì rồi. Vì tôi đâu có biết anh, tôi đâu có gây thù chuốc oán gì với anh đâu. Không gây thù chuốc oán? Mày đe dọa đường làm ăn của tao, muốn đẩy tụi tao vào chỗ chết. Tôi đe dọa anh hả? Tôi muốn đưa anh vào chỗ chết hồi nào mà sao anh nói gì tôi không hiểu gì hết vậy? Anh đừng có làm ẩu nha. Tôi không biết anh. Sao đòi giết tôi vậy? Anh có lộn tôi với ai không đó? Tao còn lạ gì mày nữa Hoàng Nam. Mày đóng kịch giỏi lắm, nhưng mà mày không qua được mắt tao đâu. Tôi nhắc lại với anh lần nữa, tôi không phải là Hoàng Nam gì đó mà anh tìm đâu. Tôi tên Biển. Tôi tên Biển thật mà. Lão, mày còn chối nữa hả? Bữa nay mày đừng hòng thoát khỏi tay tao. Tôi đã nói với anh rồi, tôi không phải là Hoàng Nam. Tôi là Biển. Tôi là Biển thật mà. Anh không được làm ẩu nha. Mày giỏi lắm Hoàng Nam, nhưng mà tao cho mày biết, mày không còn cơ hội sống một lần nữa đâu. Sao? Đứng dậy đi. Đứng dậy. Mày muốn tao cảm động và tha chết cho mày sao? Vậy thì mày lầm rồi. Tôi bị liệt hai chân mà, làm sao đứng dậy được. Anh đừng làm ẩu nha. Có người ta ăn cướp. Ăn cướp. Hả? Xe của Thái Duy. Anh Duy, buông anh Nam ra.
Bây giờ thì rõ rồi. Mày là Hoàng Nam, tôi giết mày. Cái gì? Anh không được phạm tội một lần nữa. Buông anh ấy ra. Buông ra. Cô ơi, cô ơi, cô. Dừng lại. Thái Duy. Hoàng Nam, Hoàng Nam, Hoàng Nam tỉnh lại. Đừng làm em sợ mà Hoàng Nam. Hoàng Nam, Hoàng Nam, Hoàng Nam ơi. Em nghe chị ơi. Trúc ơi, em vô bệnh viện liền đi. Anh Hoàng Nam. Anh Hoàng Nam. Anh Hoàng Nam sao chị? Anh Hoàng Nam đã nhập viện rồi. Em vô bệnh viện liền đi. Vậy hả? Em tới liền. Anh Tuấn Trung, chị Nhã Trân gọi cho em, báo là chị đưa anh Hoàng Nam vô bệnh viện đó. Nhưng chuyện gì? Sao Nhã Trân lại biết? Em tiết lộ đúng không? Em xin lỗi, mà em thấy chị nhớ anh quá nên em không đành lòng. Trời ơi, anh đã dặn với em rồi, anh Hoàng Nam mà có chuyện gì coi như tiêu tan hết. Vô bệnh viện xem ảnh có sao không. Dạ. Đi anh. Đi. Cô Linh ơi, cô Linh. Dạ. Cô Linh ơi, cô đi đâu giờ mới về vậy? Nhà cô có chuyện rồi. Chuyện gì vậy? Chuyện gì hả chị? Tôi thấy xe cứu thương chạy tới á, người ta khiêng chú Biển đi vô bệnh viện rồi. Ba. Ô, bà quên hả? Quên gì? Có một người phụ nữ ở bên cạnh nữa. Nhìn cô ta không biết là gì của chú Biển nữa. Nhưng mà đẹp đẽ và sang trọng lắm. Đi xe hơi đàng hoàng. Phụ nữ hả? Ai vô đây? Thôi, vô nhà đi con, có gì tính sao? Đi. Anh Biển ơi, anh Biển. Chuyện gì vậy con? Ba ơi, anh Biển bị người ta ám hại rồi ba ơi. Con chào bác Tư. Ừ. Anh Biển sao rồi anh Trung? Đang cấp cứu Linh à? Đang cấp cứu. Nó có nguy hiểm đến tính mạng không? Dạ cũng chưa biết bác Tư à. Nhưng anh bị chấn thương vùng não do bị va chạm mạnh. Tôi nhớ hình như hồi đó cậu Biển cũng bị chấn thương sọ não sao? Ba. Nên cậu ấy bị hôn mê lâu lắm không biết gì. Đem về nhà cứ nằm một chỗ suốt cả tháng. Chuyện gì cũng nhờ một tay con Linh nó lo hết á. Chị Trúc à, ảnh nằm ở trọng, có ai lo cho ảnh không vậy? Em nghe hàng xóm người ta nói á, trên xe cấp cứu, nghe nói là có một người phụ nữ đưa ảnh đi. Là ai vậy? Là tôi đây cô Linh à. Cô tới bệnh viện bắt cóc anh Biển còn chưa đủ hay sao? Mà còn mò tới nhà đem tai họa đến cho ảnh nữa. Rốt cuộc cô là ai? Cô muốn gì hả? Người mà cô gọi là Biển, tên thật là Hoàng Nam. Hoàng Nam? Phải rồi. Khi nhìn thấy cậu ấy nằm bất tỉnh trên bãi biển, mình mới say sát. Tôi biết cậu ấy không phải là người ở đây. Vậy cô là gì của cậu Biển? À quên, cậu Hoàng Nam. Dạ, con là vợ của anh. Cô nói láo. Nếu cô là vợ ảnh, sao ảnh không nhận ra cô chứ? Linh à, vụ tai nạn đó đã làm cho anh Hoàng Nam mất trí nhớ. Anh không nhớ mình là ai, không nhớ người thân của mình là ai. Ngay cả chị Nhã Trân đây là vợ của anh, và Trúc là em gái của anh Hoàng Nam. Trúc là em gái của anh. Cho nên khi gặp cô Linh và anh Hoàng Nam lần đầu tiên trên bờ biển, thì Trúc đã nhận ra
người anh cùng dòng máu với Trúc. Mặc dù anh ấy không nhận ra em ruột của mình là ai, nhưng linh cảm đã khiến Trúc quyết tâm tìm ra sự thật. Linh à, Thì ra các người đem chúng tôi lên Sài Gòn là để trị bệnh cho thằng Bo, con không thấy sao. Còn chuyện cô Trúc hay cô Trân đây có nhận lại người thân của mình thì đó cũng là chuyện bình thường mà thôi. Linh! 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 Cô à, cô cũng đừng lo lắng cho con của tôi. Sợ dĩ nó như vậy là nó biết sẽ mất cậu Hoàng Nam vĩnh viễn, vì cậu ấy sẽ trở về với cô. Con muốn gặp cô Linh để cảm ơn. Cảm ơn cậu đã chăm sóc chồng con trong khoảng thời gian gặp nạn. Cứ để yên như vậy đi cô Trân. Cô không cần phải nói gì hết. Để yên rồi mọi việc đâu sẽ vào đó. Châu về hợp phố mà cô. Bác Tư à, con nghĩ vấn đề quan trọng nhất hiện nay là sinh mạng của anh Hoàng Nam. Anh phải được cứu sống. Em biết em sai rồi chị Trúc ơi. Anh vẫn thắm phải về cái gia đình của anh, không có khác được. Nhưng nghĩ tới lúc phải xa anh, em buồn lắm. Mấy bữa nữa về quê em không biết là em phải sống làm sao nữa. Linh à, em đừng có buồn nữa. Anh Hoàng Nam được toàn vẹn như ngày hôm nay là cũng nhờ em và bác Tư cô mang giúp đỡ. Nếu Linh đã coi ảnh là người anh trong gia đình thì từ đây và về sau mối quan hệ đó sẽ không thay đổi. Chị Trúc, có nói thiệt không? Từ nay anh Hoàng Nam sẽ có hai cô em gái, Linh và Trúc. Hai đứa mình sẽ là hai chị em với nhau. Chị với em thì dễ, nhưng mà còn chị kia thì sao? Chị nào? Chị Nhã Trân đúng không? Chị Trân cũng sẽ chấp nhận em là em gái của anh Hoàng Nam. Em yên tâm đi, chị Trân là một người rất tử tế và tốt bụng đó. Mọi chuyện bây giờ phải trông đợi vào các bác sĩ hết. Nhưng chúng ta cũng phải có kế hoạch của mình để bảo vệ anh Hoàng Nam, vì anh ấy là nhân chứng duy nhất biết tất cả mọi hoạt động của chúng. Chúng có thể liều lĩnh làm càn đó. Được rồi, em sẽ gọi người đến túc trực để bảo vệ anh ấy. Vậy em làm liền đi. Anh cũng mong là mọi chuyện sẽ tốt đẹp với anh Hoàng Nam. Alo, anh Tám và anh Đinh hả? Hai anh đến bệnh viện gặp tôi gấp nha. Dạ, chờ tôi tới liền. Vậy nha. Vậy nghĩa là sao cậu Thái Di? Cậu lập báo cáo với tôi, lá xá sổ thằng Hoàng Lâm, con dễ ông Lâm. Tại sao bây giờ nó còn lù lù sống vậy? Thực tình lúc đó sau vụ tai nạn, tôi nghĩ anh ta không thể nào sống lại khi chiếc xe hơi gặp sự cố như vậy. Cậu làm ăn vậy hả? Lẽ ra cậu phải kiểm tra,
phải thấy nó chết rồi mới tin chứ. Không phải tôi bỏ qua việc kiểm tra, nhưng lúc đó tôi đã giao việc này cho cậu Đạt làm. Và Đạt đã đi ra hiện trường, báo với tôi là mọi chuyện rất hoàn hảo, Hoàng Nam đã bị xóa sổ. Anh giao cho tôi hồi nào? Tôi chỉ chịu trách nhiệm là tạo ra hiện trường vụ tai nạn bằng cách phá hỏng thắng xe. Chuyện đó tôi đã hoàn thành. Còn chuyện kiểm tra đâu phải là chuyện của tôi. Mày nói cái gì? Thấy gì? Dừng lại! Trước mặt tôi mà dám vậy hả? Cậu coi tôi ra gì không? Nghĩ từng anh từng là sếp của tôi, bỏ qua cho anh đó, nhưng không có lần sau đâu. Liều quan trọng bây giờ là phải biết chắc tình hình sức khỏe của thằng Hoàng Lam ra sao. Nếu nó còn sống thì phải tính chuyện khử gai, không lượt chậm trễ. Ông chủ, tôi đã phát hiện ra Hoàng Nam. Ông hãy để tôi tiếp tục làm việc này, hãy tin tưởng tôi. Trước hết đó, cậu nên tự trách cậu chứ đừng có trách người khác. Lẽ ra cậu phải bắt sống Hoàng Lam để lấy tin tức rồi thủ tiêu, chứ không phải là giết lóng nó. Tôi biết cậu lôn lóng giết Hoàng Lam còn vì một lý do khác nữa. Tôi không hiểu. Thật ra tôi chỉ muốn giết nó theo lệnh của ông. Chứ không phải cậu dánh lường dê dãn vợ Hoàng Lam sao? Ông chủ, xin ông đừng nghĩ vậy. Nếu không vậy thì tại sao anh lại ngăn cản tôi sự giả trân theo lệnh của ông chủ? Tao chỉ không đồng ý cho mày cưỡng hiếp của ta. Tại sao không? Cưỡng hiếp cũng là một hình phạt mà. Tôi biết cậu lao lòng khi thấy cảnh lo phải không? Cho nên cũng công bằng thôi khi tôi không cho cậu tiếp tục dính dáng tới vụ này. Cậu hiểu tôi nói gì chứ? Tôi nghe theo lệnh của ông chủ. Tôi sẽ chuộc lại lỗi lầm của tôi. Bằng cách nào? Tôi sẽ báo với ông sau. Xin chào cô Trúc. Trúc đi đâu vậy? Nhà có ai bị bệnh hả? À, không, em đi thăm người quen thôi. Mà anh làm gì ở đây vậy? Tôi cũng đi thăm một người bạn bị tai nạn giao thông. À, phải mổ và đang nằm trong phòng hồi sức. Lâu quá không gặp. Trúc khỏe không? Cảm ơn anh, em vẫn khỏe, mọi chuyện vẫn bình thường. À, em có công việc phải đi, công ty vừa gọi em. Chào anh. Tôi có thông tin về Hoàng Nam. Do Thái Duy tiết lộ. Thái Duy? Đúng. Người đã lập kế hoạch giết Hoàng Nam. Không phải Trúc muốn biết điều này sao? Dạ. Tôi nhớ có lần Trúc đã hỏi tôi về cái chết của Hoàng Nam. Dạ đúng. Bây giờ Trúc không cần biết nữa sao? Cảm ơn anh, nhưng mà em nghĩ tốt nhất là để hương hồn của anh hai em được yên ổn. Chào anh. Thank you.
Anh nghe nè em. Anh Trung hả? Em vừa gặp anh Đạt nè. Em gặp nó ở đâu? Dạ ở bệnh viện, lúc mà ở trong đi ra sân á. Nó có gì khả nghi không? Em cũng không biết nữa, nhưng mà anh nói á là đi thăm bạn, mổ ở trong đây nè. Chi tiết này rất quan trọng đó. Vậy hả anh? Có hai khả năng. Có thể là nó đi thăm bạn bị tai nạn thiệt. Nhưng cũng có thể nó đã nghe Thái Duy báo về việc tấn công anh Hoàng Nam. Dựa vào đó nó thăm dò em. May quá, gần anh á em có học được chút máu luật sư, em cũng nghi ngờ ảnh liền á. Nhưng mà theo anh là anh đang theo dõi em hay chỉ là tình cờ thôi? Nó theo dõi em để phát hiện anh Hoàng Nam, tức là nó phải gặp em trước phòng anh ấy mới hợp logic. Lần này nó gặp em ở dưới sân, tức là tình cờ thôi. Xong cần phải tăng cường bảo vệ anh Hoàng Nam ngay. Chúng nó đã đến đó và gặp em thì trước sau gì cũng lùng ra anh Hoàng Nam nằm ở đâu thôi. Vậy bây giờ em phải làm sao anh? Anh sẽ gọi cho Nhã Trân. Bye. Mày có chai đằng trời. Anh Đạt, anh Đạt, cứu em với anh Đạt. Anh Đạt ơi, cứu em với. Anh Đạt, anh Đạt, anh Đạt, cứu em. Anh Đạt, anh kia đứng lại. Bắt nó đi, lại. Nó có súng đó. Cô có sao không? Tôi không sao. Cô Nhã Trân kêu tôi đến bảo vệ người nhà cổ. Thôi được rồi, hành theo tôi. Chào hai anh. Cô Trúc, ngoài đó có chuyện gì mà tôi nghe ồn ào quá vậy? Hồi nãy thằng Đạt tính tới hại anh Nam đó. May mà có hai anh bảo vệ tới kịp thời. Thằng Đạt hả? Lo gì, ở đây có hai thằng tôi, lo gì nữa. Trời ơi, tụi này liều lĩnh lắm, mình không coi thường được đâu. Trừ bác sĩ và y tá ra thì hai anh không được cho ai vào hết nha. Cô yên tâm đi, muốn vào đây á, trừ khi nó bước qua xác của tụi tôi. Đúng rồi, nó vô đây là phải bước qua xác hai thằng tôi trước rồi đã. Ừ. Tôi không ngờ cô ta lại bất ngờ xuất hiện, rồi lao vào, rồi sổ tôi ngã. Cùng lúc đó bảo vệ ập tới, cho nên tôi không thể nào thực hiện được kế hoạch. Nếu không... Con vợ Trúc Lệ là em của thằng Hoàng Lam. Đúng rồi ông chủ. Hình như giữa mày và nó có mối quan hệ gì đó. Em với nó có gì đâu. Mày nhìn tao cái gì? Chuyện ngay nấy lo.
Tao tọc mạch chuyện riêng tôi của mày làm gì? Thằng Lạc à, mày có lỗi á còn không biết nhận, còn lỗi thừa cho người khác là sao? Bộ mày tưởng chuyện mày với con nhỏ đó tao không biết hả? Cần gì thấy gì phải nói. Tao e vụ này á, mày đã lánh lộng tụi nó, thế nào cũng ôm sùm cho mà coi. Một khi mà công an thò tay vô á là không yên lâu. Ông chủ, vậy chúng ta phải làm sao? Thằng Hoàng Nam biết rất rõ chuyện làm ăn của mình, vì vậy chúng ta phải khử nó. Nếu thằng Hoàng Nam mà câm lặng như vậy thì coi như an toàn, vì không có chứng cứ. Giỏi lắm là tụi nó chỉ nghi ngờ mà thôi, nhưng nếu mà nó nói ra. Về chuyện này thì ông chủ yên tâm, vì khi tôi gặp nó, thậm chí nó còn không nhận ra tôi là ai. Nó ngồi trên xe lăn nói chuyện với tôi giống như hai người xa lạ. Xe lăn. Như vậy là vụ tai nạn chỉ khiến nó chấn thương mà không chết, nó chỉ mất trí nhớ thôi. Nhưng tại sao trong lúc xảy ra tai nạn người ta lại không tìm thấy xác của nó ở hiện trường? Có thể nó bị dớt xuống biển và thủy triều cuốn trôi đi rồi. Vấn đề là ai cứu sống nó? Ai? Ông chủ à, khi tôi theo dõi Nhã Trân để phát hiện ra Hoàng Nam, người của tôi đã thấy có hai cha con đứng cạnh bên anh ta, nhưng có vẻ họ không phải là người thành phố. Muốn biết tình hình Hoàng Nam ra sao để tùy cơ ứng phó, lên tiếp cận hai người này và dò hỏi tin tức ở họ. Dạ, ông chủ nói có lý, để tôi đi gặp họ ngay. Khoan, mày còn giáp mặt tới ló lượt sao? Chắc chắn lúc mày tấn công Hoàng Nam giữa ban ngày ban mặt, thế nào cũng có người thấy mày ra khỏi nhà sau đó. Họ không biết gọi công an khu vực hay sao? Mà mặt mày cũng dễ dơ lắm, chứ không như thằng Lạc. Để thằng Lạc làm vụ này, cho nó lấy công chuộc tội. Em biết phải làm gì rồi ông chủ. Mày á, làm vụ này không xong, đừng trách tao ở ác. Dạ, em biết rồi ông chủ. Chị ơi, cho em hỏi khoa thần kinh ở đâu chị? Em đi thẳng rồi quẹo phải đi. Dạ, cảm ơn chị. Theo những gì cô vừa trình bày thì đây là một vụ mưu sát. Dạ, tôi chắc vậy. Cô đã thăm bệnh xong và đã ra về, nhưng vì lý do gì cô quay trở lại? Vì tôi có linh cảm không tốt nên tôi quay trở lại. Tôi nghĩ cô phải có một nguyên nhân nào đó cụ thể hơn, từ đó khiến cho linh cảm của cô có thể hoạt động. Dạ đúng rồi, đó chính là tên Đạt. Đạt nào? Kẻ đã xô xát với tôi lúc nãy đó. Chị ơi, cho em hỏi phòng hồi sức ở đâu chị? Em đi thẳng rồi quẹo phải. Dạ, cảm ơn chị. Như vậy theo cô, tên Đạt đã tìm phòng của Hoàng Nam, anh của cô để truy sát. Dạ, tôi nghĩ như vậy thôi. Dựa trên cơ sở nào mà cô nghĩ như vậy? Tôi là chị dâu của Trúc, là vợ của anh Hoàng Nam. Tôi xin phép trả lời những câu hỏi của thượng tá. Mời cô.
ơi, vô đây, vô đây. Chuyện gì vậy cô? Anh có sao không? Anh tỉnh lại rồi. Tỉnh đâu? Tỉnh đâu? Anh nằm im re kìa. Tỉnh đâu? Cái tay anh nhúc nhích kìa. Ê, tỉnh rồi. Anh tỉnh rồi. Nhỏ nhỏ thôi. Mấy anh đi ra ngoài đi, để tôi làm việc. Đi đi. Ra ngoài đi. Như vậy giữa tên Đạt và chồng cô phải có một mối thâm thù nào đó nên sự việc mới xảy ra như vậy. Có nhiều khuất tất ở đây, tôi không đủ cơ sở pháp lý để trình bày với thượng tá. Luật sư của tôi sẽ thay mặt tôi. Mời anh. Dạ. Thưa thượng tá, chắc chắn trong công việc làm ăn, anh Hoàng Nam có không ít đối thủ cạnh tranh. Tên Đạt là một trong những đối thủ đó. Nó từng hăm dọa công ty Đại Phát chúng tôi nhiều lần nhằm giành giật mối hàng và địa bàn kinh doanh. Báo cáo của bệnh viện thì cho rằng cô Nhã Trân đã đưa ông Hoàng Nam vào nhập viện trong tình trạng hôn mê và bị chấn thương nặng ở vùng đầu. Sự thật thế nào? Cô cứ bình tĩnh trình bày sự thật đi. Cô ơi, chừng nào anh tỉnh dậy nói chuyện được vậy cô? Chưa đâu, muốn phục hồi á thì phải từ từ mới được, chứ đâu có lẹ dữ vậy. Dạ, cảm ơn cô. Không có gì. Dạ, cảm ơn các anh. Khi nào có thông tin gì mới, chúng tôi sẽ thông báo thêm cho các anh. Hoặc các anh cần gì thì cứ gọi điện thoại theo số điện thoại trong danh thiếp của tôi. Cảm ơn các anh chị đã hợp tác. Dạ dạ. Chào thượng tá, chào các anh. Chào anh chị. Dạ, chào các anh. Chào anh. Dạ. Chào anh. Chào anh. Chào, chào anh. À, anh Tuấn Trung và Trúc về công ty trước đi. Em gặp anh Hoàng Nam xong rồi sẽ về. Đã tới đây rồi, em phải gặp anh hai của em chứ. Em đi với chị. Trời, hai người định bỏ tôi đi một mình hả? Thôi, để tôi đi chung luôn. Đi. Chuyện gì vậy em? Em thấy thằng Đạt. Thằng Đạt? Nó... Dạ. Nó ở đâu? Nó lên cầu thang rồi anh. Chắc không? Chắc chị. Nhã Trân, em về phòng Hoàng Nam liền đi. Anh và em đi kiếm thằng Đạt nhanh lên. Thằng Đạt hả anh? Không, cô Linh. Lên vô đây làm gì ta? Cũng có thể là đi tìm Hoàng Nam. Mà để làm gì anh? Vậy cách đây mấy bữa em chạy đi tìm anh để làm cái gì? Thì em nhớ anh. Em trả lời thay cô Linh rồi đó. Chắc chắn là Linh đã hỏi đâu đó nên mới tìm đến đây. Vì cổ yêu anh Hoàng Nam mà. Nhưng mà em tìm anh là nhớ anh thôi, chứ không phải yêu anh đâu. Có yêu mới có nhớ chứ, đúng không? Cái anh này, luật sư diễn giải nghe hay quá ha. Em này. Anh xin lỗi nha, anh không cố ý.
Thằng Đạt bám theo cô Linh anh ơi. Thằng Đạt nguy hiểm thiệt. Nó nghĩ là cô Linh biết phòng Hoàng Nam, cho nên nó bám theo để truy lùng sau thất bại vừa rồi. Vậy giờ mình phải làm sao anh? Em chờ anh chút. Alo, Nhã Trần hay em xuống lầu ngay. Dạ. Em đón cô Linh để loại thằng Đạt nha. Dạ, dạ. Ừ. Ý anh là sao? Bây giờ phải nhờ tới Nhã Trân. Nhã Trân sẽ đón Linh, như vậy ta loại được thằng Đạt. Ờ. Sau đó ta sẽ đánh Linh ngược trở lại để cung cấp thông tin giả cho nó. Ừ. Em có hiểu không? Dạ em hiểu. Mà anh học đâu ra máu thám tử vậy? Học trong phim hành động chứ đâu. Phim ảnh có nhiều điều hay lắm. Như cảnh hôm em vừa rồi, đó là cũng một cảnh trong phim phải không? Thôi mình đi tiếp em. Chị ơi, chị nói lại cho em mừng đi, anh Biển. Ủa, anh Hoàng Nam, anh khỏe rồi không chị? Anh tỉnh lại rồi phải không chị? Chị đã nói rồi em phải tin chị chứ. Chị gặp em làm gì? Mà nè, biết vậy, nhưng nếu thằng Đạt có hỏi, thì em phải nói vậy em nhớ không? Dạ nhớ. Ừ, thôi mình đi. Dạ. Đứng đây hoài không tiện đâu. Sao anh không đuổi theo? Không cần đâu, Linh sẽ lo chuyện đó. Mà làm sao Linh biết đối phó chứ? Em quên là Linh vừa gặp Nhã Trân à? À đúng rồi. Đi em. À cô dì ơi. Dạ. Dạ có chuyện gì không anh? À, cô cho hỏi thăm. Cô có biết khoa nội thần kinh ở đâu không cô? Tôi cũng không biết nữa. Anh đi thẳng vô trong đó đi, hỏi rồi người ta chỉ tiếp. Cảm ơn cô. Mà cô đi thăm người bệnh hả? Dạ, tôi đi thăm người nhà của tôi. Vậy cô gặp người nhà chưa? Dạ, gặp rồi. Ở trong đó toàn là mấy người mà té xe đụng xe không à, ghê lắm. Người quen cô có bị gì không? Bị nặng lắm anh ơi. Nằm một chỗ vậy đó, không có biết ai là ai hết trơn á. Chạy xe chi cho cố rồi làm khổ người ta. À, mà nhà cô ở đâu? Nếu tiện đường tôi đưa cô về luôn. Cảm ơn anh, tôi đi xe ôm cũng được. Lỡ có ai thấy anh chở tôi rồi nói tôi với anh này nọ, chồng tôi mà biết là đánh tôi chết luôn á. Cảm ơn cô nghe. Chào cô. Dạ, chào anh. Ổng ngờ mình nói xạo, cũng y như thiệt ha. Nhã Trân chỉ lanh quá trời, chặn đâu chúng đó à. Chạy chi cho cố hả?